chân dài xa phố hôm nay, tóc bay lượn sóng, mây bay ven hồ, hàng cây bờ liễu nhấp nhô, thước tha tỏa bóng thẫn thờ đưa hương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe thi phẩm Chân Dài của nhà thơ Nguyễn Tiến Vinh qua sự thể hiện nghệ sĩ Kim Loan. Chân dài ra phố hôm nay, tóc bay lượn sóng, mây bay ven hồ, hàng cây bờ liễu nhấp nhô, thướt tha tỏa bóng thẫn thờ đưa. Chân dài gặp gót ghê thường hỡi ai, ngoái theo dõi mắt chàng trai, 1, 2, 5, 7 mấy ngày hoa giấc, vai đeo cặp sách tay cầm, bóng hoa bên tóc thêm trăm cài đầu. Em nay ra chợ mua rau, hay qua siêu thị gội đầu mát xa, mà bao kẻ ngắm người xa, nhìn theo tắc lưỡi suýt xoa khen rằng: hỡi hàng nga tựa đêm trăng, nay thời lạc bước xuống trắng giang trần, quan họ người muốn cầu thân, đừng im quên bước phân phân liếc nhìn. Niềm tin động tình, ai người tìm trộm chụp hình, ai nhìn say nắng lung linh ánh vàng, thân gây giang hạng cao sang, bước đi cho cặp nai vàng thận thơ, cho hồn ai lạc bến bờ, cho đàn lại khúc câu thơ bên tình, cho câu hát thêm xinh
cho ai về lại nặng tình thêm mơ.